Vân Anh và bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV buổi tối ngày hôm nay. Dạ chào bác sĩ Khoa. Tôi là bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa, xin kính chào tái ngộ đến quý vị và chị Vân Anh. Thưa quý vị, trong chương trình kỳ trước, bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa đã chia sẻ với chúng ta qua đề tài là nguyên nhân bị giảm thính lực. Và ngày hôm nay thì bác sĩ tiếp tục trở lại để gợi chúng ta với đề tài là máy trợ thính có rất là nhiều loại. Mời bác sĩ Khoa. Dạ. Như vậy thưa quý vị, máy trợ thính là gì? Dạ. Máy trợ thính là một thiết bị điện tử hầu khuyết đại âm thanh, hầu giúp cho những cái người mà bị mất giảm lãng tai hoặc là giảm khiếm thính đó thì có thể nghe có được, thể nghe được rõ khi mà giao tiếp. Dạ. Thì bây giờ đó, kính thưa quý vị, thì nói tới trợ thính thì nó rất là đa dạng luôn. Cả cách đây vài năm năm đó thì cái máy trợ thính nó rất là thô và to nặng, nhưng mà quý vị thấy trợ thính bây giờ nó rất là đa dạng luôn. Cả vấn màu hoặc là cái các design nặng nhẹ và luôn cả các cái hình dáng của cái trợ thính. Cũng thích hợp với thẩm mỹ của chúng ta. Dạ, đúng không bác sĩ Khoa? Dạ. Bây giờ chúng ta đi thẳng vào cái vấn đề là cái trợ thính mà thường thông dụng nhất đó. Dạ. Là nó có rất là nhiều loại, cả chục loại khác nhau, nhưng mà chúng tôi sẽ, nếu mà có thời giờ, chúng tôi sẽ giới thiệu từng loại trợ thính. Dạ. Cái trợ thính mà thông dụng chúng ta thấy thông dụng nhất đó là cái máy trợ thính này, nó gọi là đeo vào lỗ tai. Dạ vâng. Máy trợ thính đeo ở vòng đằng sau cái vành tai. Nó còn gọi là behind of the ear. BTE. Đó. Thì cái trợ thính này đó thực cái trợ thính á, nó có 3 phần. Một phần là microphone để thâu. Khi chúng ta nói thì là cái microphone nó thâu vào và nó sẽ gửi tới một cái bộ phận nó gọi là khuếch đại cái âm thanh, và từ đó nó có một cái bộ phận nó là bộ phận thu. Thì thường thường đó, các theo cái kinh nghiệm của tôi thì các quý vị Việt Nam đó, mà khi mà đeo trợ thính đó thì thường thường á, là không thích những cái thiết bị to như vậy. Đúng và rồi. Và dạ, cái núm tai nhét vào như vậy thì nó rất là khó chịu. Dạ. Rất là bị đau. Nhưng nữa vâng, nhỉ? Vâng, hiện nay đó thì cái loại trợ thính behind the ear đó, thì nó còn gọi là đằng sau vành tai, thì nó rất là đa dạng như chúng tôi vừa đề cập đó, thì nó rất là nhỏ thưa quý vị. Rất là đẹp. Quý vị có chẳng hạn như thế này thưa quý vị. Bây giờ chúng ta không cần cái núm gọi là cái núm, hoặc là chúng ta cần cái này là cái núm hở, nên khi mà chúng ta đeo vào cái đằng sau vành tai cái máy đó, và cái núm tai đó nó không cần phải nhét vô cái lỗ tai cái ốc tai, thì rất là nó thoáng, nó không có bị tù túng hoặc là nó không có bị ù tai như là cái máy làm cái núm tai như thế này. Nhưng mà cái máy trợ thính đó, khi mà quý vị bị cái máy mà nhẹ như vậy đó, hoặc là không cần cái núm tai đó, hoặc là chúng ta dùng cái núm hở đó, thì chỉ cho trong cái trường hợp bị lãng tai nhẹ cho tới nặng thôi. Còn nếu mà bị lãng tai sâu đó thì bắt buộc quý vị phải đeo cái trợ thính có cái núm tai nhét vào trong ốc tai thưa quý vị. Hoặc là những cái thiết bị trợ thính nó còn gọi là in the ear, là nhét vô trong đó, thì quý vị thấy đây rất là nhỏ, quý vị có thể nhét vô tai chẳng hạn như rất thế này thưa quý vị. Và trên hình của chúng tôi quý vị cũng thấy đây. Hoặc là nhỏ hơn nữa, thế nữa là nó gọi là nhét sâu vào. Yeah. Vâng, cái máy trợ thính này đó nó gọi là ITC là complete in the ear. Oh. Complete in the ear. Dạ vâng. Còn cái nhỏ hơn nữa đó, nãy chúng tôi đề cập đó là ITC là in the canal hoặc là complete in the ear. Nghĩa là những cái thiết bị nhỏ như vậy á, thì chúng ta đeo sát hoặc là thật sâu vào trong cái eo tai. Thì những cái thiết bị mà chúng tôi đề cập đây đó là từ nhẹ cho tới sâu. Còn những cái thiết bị mà
mà cái nấm tai hở như vậy đó thì chỉ có từ nhẹ cho tới nặng cho tới nặng thôi. Ngoài những cái trợ thính mà chúng tôi đề cập tới đây đó thì như chúng tôi vừa nói đó thì cái hình dạng nó rất là đa dạng và rất là nhẹ quý vị, như là còn đẹp hơn những cái Bluetooth bây giờ đó thưa quý vị. Rất là đẹp. Nhưng mà thưa quý vị, cái trợ thính đó là nó chỉ giúp cho quý vị nghe rõ hơn và tốt hơn, chứ những cái thiết bị trợ thính không có thể nào chữa được cái bệnh điếc lãng hoặc là giảm thính lực của quý vị. Khi mà quý vị đeo cái trợ thính á, thì cái độ giảm thính lực của vị nó sẽ đứng ở đó. Nó không bị nặng hơn, không bị trầm trọng hơn. Rất là hay thưa quý vị, và đó là lý do tại sao chúng ta cần có những cái nhà chuyên viên để mà chúng ta có thể có được một cái máy trợ thính thích hợp nhất cho cái của mỗi người, phải không bác sĩ Khoa? Dạ vâng. Như vậy bác sĩ Khoa, như vậy những người mà bị điếc sâu thì mới cần, hay là những người nhẹ cũng nên cần? Không, thưa quý vị, quý vị mà đã có cái triệu chứng lãng tai hoặc là điếc nhẹ là quý vị nên dùng từ cái giai đoạn nhẹ đó. Dạ vâng. Và hiện nay đó, nếu mà quý vị mà ở California, chúng tôi thì không biết ở các tiểu bang khác, nhưng mà California đó, nếu mà quý vị có Medi-Cal thì chính phủ sẽ tài trợ cho quý vị hoàn toàn 100%. Và cái trợ thính thưa quý vị rất là đắt. Hiện nay đó, cái trợ thính giá cả của nó đó từ $800 cho tới $4,000. Wow. Nhưng mà có nhiều cái thiết bị như nhỏ như vậy đó có thể lên tới $7,000-$8,000. Và những cái thiết bị như vậy đó thưa quý vị, hoặc là nhỏ hơn thế nữa, thì quý vị có thể dùng những cái trợ thính này để coi TV và hoặc là nghe phone quý vị, mà không cần cái phone. Nó có program hết. Và tất cả các trợ thính hiện nay đó, khoảng 3-4 năm trở lại đây đó, thì nó thay đổi hoàn toàn, là những cái thiết bị hiện nay hoàn toàn là digital. Kỹ thuật số, chứ không còn analog như ngày xưa. Thì bác sĩ Khoa thấy là digital nó tiện lợi hơn analog ngày xưa phải không bác sĩ? Vâng, thì quý vị thấy đó, thì cái hình dạng những cái đẹp hơn. Nó đẹp hơn, nhẹ hơn, và đồng thời cái âm thanh của nó đó rõ. Nén và những cái tiếng ồn và nghe rõ hơn. Đồng thời cái quyền lợi của quý vị đó là dù quý vị có Medi-Cal hay không có Medi-Cal, mà quý vị bị lãng tai đó, thì quý vị vẫn được chính phủ cung cấp cho quý vị một cái phone đặc biệt cho những người bị lãng tai. Và quý vị không phải trả một lệ phí nào. Quý vị cứ liên lạc với các chuyên viên về thính học ở vùng địa phương, thì họ sẽ chỉ dẫn thêm về cái phone cho những người giảm thính lực thưa quý vị. Vâng thưa quý vị, tại San Diego của chúng ta thì văn phòng của bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa là một cái nơi duy nhất, phải không bác sĩ? Dạ vâng. Chuyên về người Việt Nam duy nhất duy nhất để phục vụ cho đồng hương người Việt của chúng ta, nếu mà quý vị cần có những nhu cầu về máy trợ thính. Thưa bác sĩ Khoa, Vân Anh nghe nói là những người mà cần máy trợ thính đó, thì cái bước đầu tiên tức là chúng ta đến văn phòng của chuyên viên đó, để mà đo để thử, cái đó rất là quan trọng. Dạ, thì tại vì có rất là nhiều người khi mà đo đến có máy trợ thính rồi về thì lại xài không có được. Dạ, tại vì không có biết chỉnh, thì bác sĩ Khoa có thể nói về điều này. Dạ vâng, cái đó là hầu hết không phải là người Việt Nam mà người Âu Mỹ cũng vậy thôi chị. Khi mà lần đầu tiên chúng ta mà đeo cái trợ thính khó vô chịu cùng, lắm. Dạ. Nhưng mà có nhiều quý vị rất là vâng, muốn đeo, nôn muốn được, quá, muốn nôn, để được nhưng nghe. Mà khi mà có lại không đeo. Cái lý do là thưa quý vị, khi mà chúng ta hoặc là quý vị đeo cái máy trợ thính lần đầu tiên đó, thì quý vị cũng cần thời gian để làm quen với cái máy trợ thính. Làm quen với trợ thính và làm quen với cái tiếng của nó nữa, những cái âm thanh nữa. Thì khi mà chúng ta có cái trợ thính á, là quý vị không nên đeo suốt ngày, mà chỉ đeo trợ thính khi mà chúng ta đối thoại với cái người hoặc là giao tiếp, và từ khi ngủ chúng ta gỡ nó ra. Và đồng thời đó thì mỗi ngày quý vị đeo khoảng 2-3 tiếng, rồi từ từ quý vị tăng lên. Và cái quan trọng nhất đó là quý vị phải làm việc với các chuyên viên về trợ thính. Tại vì quý vị không phải là có trợ thính là quý vị nó hoàn hảo ngay. Quý vị phải trở lại 5-10 lần để điều chỉnh cái âm thanh. Và hiện ngày xưa đó, cái trợ thính mà về
analog đó thì quý vị có thể tự chữa chỉnh được. Bây giờ đó thì tất cả các thiết bị trợ thính đều là kỹ thuật số nên đều phải program bằng computer. Thưa bác sĩ Khoa, có một cái câu hỏi nữa của rất là nhiều người thắc mắc về cái máy trợ thính là nhiều khi mình đeo vào đó bác sĩ Khoa thì nghe những cái tiếng động mạnh, thí dụ chúng ta đến những gần những cái ban nhạc thì nó làm cho đau cái lỗ tai, thì như vậy có thật không bác sĩ Khoa? Dạ, thưa có, thưa quý vị, tại vì đó cũng là cái vấn đề mà cái người sử dụng không làm việc với cái lý do mà người Việt Nam của chúng ta có cái trở ngại về máy trợ thính đó, tại vì đó hầu hết các chuyên viên trợ thính đều là người Mỹ. Cũng như là San Diego chúng ta thì chỉ có văn phòng chúng tôi là người Việt Nam duy nhất, mà luôn cả như là cái game thủ Little Sài Gòn là cái thủ đô của người Việt Nam của chúng ta thì theo tôi biết đó thì cũng không có bao nhiêu. Quý vị thấy trên báo đó, thực sự cái đó là những cái văn phòng của người Đại Hàn, chuyên viên Đại Hàn nhưng mà mướn người Việt Nam làm việc thôi. Thì trở lại câu hỏi của chị Vinh Anh á, thì tất cả các máy ngoài cái những cái ba cái bộ phận chúng tôi nói là thâu, nghe, khuếch đại, cái âm phát thì nó còn có cái nút để điều chỉnh cái âm thanh hoặc là chúng khi mà chúng ta nói ở trong cái trong một cái văn phòng như vậy ít người thì chúng ta lại có một cái nút chúng ta bật. Nhưng mà khi mà chúng ta ở chỗ đám đông hoặc là tiệc tùng nhà hàng thì chúng ta lại phải bật một cái nút đó thưa quý vị. Đó thì nhiều có quý vị lớn tuổi hoặc là cao niên lại quên cái vấn đề đó đi. Vâng. Có một vấn đề nữa là hồi nãy chúng ta nói cái trợ thính mà có cái núm tai đó thì nhiều khi các cụ không có chịu nhét kín vào, khi mà hở như vậy gió nó vào nó làm ù nữa. Thưa quý vị, cái vấn đề đó là cũng rất hầu hết là quý vị khi mà đeo trợ thính đầu tiên có cái trở ngại đó. Nhưng mà khi mà quý vị đã đeo quen rồi đó, không có cái trợ thính quý vị chịu không được. Rất là hay. xin lỗi cô bên này. Và những cái trợ thính á, thì thường thường nó có cái sau 5 năm á, thì chính phủ sẽ cho một bộ mới rất là hay. Thưa anh, như vậy thì với các cụ mà đã có Medicare thì một lần nữa sẽ được tài trợ hoàn toàn với chương trình này phải không bác sĩ? Medicare thôi thưa quý vị chứ không Medicare không, thì không có cover cho Bác sĩ Khoa, như vậy đó thì quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình của chúng ta có tất cả những cái thắc mắc liên quan về máy trợ thính cũng có thể gọi đến văn phòng của bác sĩ Khoa. Bác sĩ Khoa sẽ trả lời tất cả những thắc mắc của quý vị. Một phút cuối cùng dành cho bác sĩ Khoa. Kính thưa quý vị, nếu mà quý vị lặp lại những cái vấn đề mà chúng tôi nói về những quý vị có cái vấn đề về tai đó thì dù nhẹ dù nặng quý vị nên đeo để ngăn chặn cái tình trạng trở thành trầm trọng hơn trầm trọng hơn. Vâng thưa quý vị, cái gì cũng vậy hết đó, nếu mà chúng ta chữa trị sớm thì chúng ta sẽ có cái kết quả sớm hơn. Mong rằng quý vị nào mà đang cảm thấy là cái tai của mình hơi yếu thì có thể gọi đến phòng của bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa. Quý vị ơi, Vân Anh thấy là ngày hôm nay những máy trợ thính nó rất là đẹp, rất là mỹ thuật, nhiều khi mình đeo vào không có ai nhìn thấy và nó đẹp hơn cả cái bluetooth của mình đeo nữa. Cho nên rất là tiện dụng khi mà chúng ta đi làm phải không bác sĩ Khoa, chứ với những người trẻ tuổi. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị trong chương trình rất là hữu ích của bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa ngày hôm nay. Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa và xin kính chào tạm biệt quý vị. Kính chào quý vị.